Tiếp theo trận thi đấu số 15, hạng cân 76kg giữa hai vận động viên đặc biệt trà đơn vị Thái Nguyên trang màu đỏ và gặp vận động viên đặc biệt liên đơn vị Thanh Hóa trang màu xanh. Sau trận thi đấu này, mời hai vận động viên đặc biệt là hai đơn vị họ và Nguyễn Thị Xuân Chi đơn vị Thừa Thiên Huế chuẩn bị. Mời hai vận động viên đứng dứt thảm, trọng tài công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Vận động viên Đặng Thị Linh, đơn vị Thanh Hóa, trang phục xanh, khám nghiệm kỹ thuật cách biệt 10 điểm. Tiếp theo trận thi đấu số 16, hạng cân 59kg giữa hai vận động viên Đặng Thị Ngọc Anh đơn vị Phú Thọ trang phục đỏ gặp vận động viên Nguyễn Huỳnh Xuân Chi đơn vị Thừa Thiên Huế trang phục xanh. Sau trận thi đấu này, mời hai vận động viên Hà Thị Ngọc Anh đơn vị Hải Phòng và Nguyễn Minh Du đơn vị Hà Nội chuẩn bị. Thank you.
tiền đi. Kéo xuống. Nào, kéo xuống ta, đừng bỏ ra ra em. Đấy, đẩy vào hốc vai người ta ơi. Kéo xuống, kéo xuống. Mời hai vận động viên đứng trước thảm, trọng tài công bố kết quả trong thi đấu vừa qua. Vận động viên Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi đơn vị Thừa Thiên Huế trang phục xanh thắng trận.
Tiếp theo trận đấu số 10, hạng cân 59kg giữa hai vận động viên.